Buncha is spring rolls with noodle. Ban thích ăn gì? Tôi thích ăn bún bò Huế. Bún bò Huế is a spicy beef noodle and it's from the central of Vietnam. Ban thùy đào tiên. Tôi đến thứ nhất. Ban thứ đào tiên. Tôi đến thứ Hàn Quốc và Trung Quốc. Cảm ơn.